Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sê-công của nước bạn Lào, có hàng nghìn người Việt Nam đang sinh sống làm việc. Dự kiến trong những ngày tới, lượng công dân Việt Nam làm ăn tại tỉnh Sê-công sẽ nhập cảnh về Việt Nam qua các cửa khẩu, trong đó có các cửa khẩu thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam sẽ ngày càng phức tạp hơn. Để phòng chống dịch, ngăn người vượt biên qua lại, Bộ Chỉ huy Quân đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lập 21 chốt kiểm soát giả chiến dọc biên giới với hai huyện Đắc Chưng và Cà Lùm thuộc tỉnh Sê-công nước bạn Lào, đồng thời duy trì hoạt động 24/24 để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh. Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới Nam Giang đã thiết lập 4 chốt chặn kiểm dịch tại những vị trí trọng điểm có đường mòn lối mở dọc biên giới. Từ khi kích hoạt chốt chặn, hàng nghìn người dân đã được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, 111 người là đồng bào các dân tộc thiểu số đã được hướng dẫn cách ly y tế. Vừa tác chiến, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh biên giới là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với các cán bộ chiến sĩ biên phòng. Cái nhiệm vụ kiểm soát biên giới và phòng chống Covid, đây được xác định là cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Cho nên ngay từ đầu thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ tập trung thực hiện cái nhiệm vụ. Để tiếp sức cho lực lượng chống dịch nơi biên cương, việc thăm hỏi, tặng quà, cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu luôn được các cấp, các ngành và các địa phương tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Những món quà ý nghĩa kịp thời từ các doanh nghiệp, tập thể đã được chuyển đến các chốt chặn là nguồn động viên tinh thần cho các chiến sĩ. Bằng tinh thần, bằng vật chất và bằng những cái tình cảm lớn lao như thế, Hội Quảng Nam chia sẻ bằng những cái hiện vật rất là cụ thể, rất là đời thường trong cái sinh hoạt để cho các chiến sĩ, các đồng chí rồi cũng yên tâm về tư tưởng là giữ gìn và ngăn chặn những người mà qua cái địa bàn biên giới không khai báo, không kiểm soát được y tế, tránh cái lây lan từ cái bên ngoài. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại các chốt chặn đang phát huy tốt công tác vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ chủ quyền biên giới. Sự động viên và quan tâm kịp thời của các ngành các cấp là nguồn sức mạnh để các lực lượng nơi tuyến đầu tỉnh Quảng Nam chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.